Sáng ngày 24 tháng 4, bệnh viện JW tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngực bên phải đau nhiều với một thủng lỗ sâu, vùng da ngực bị hoại tử nham nhở. Bệnh nhân là Nguyễn Thị TH, 40 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị H nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua khai thác bệnh sử, chị H cho biết đã hai lần nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicon dạng lỏng ở Trung Quốc. Lần đầu là cách đây khoảng 20 năm, sau khi tiêm silicon được một thời gian dài thì thấy vẫn chưa hài lòng nên đã quyết định tiêm lần 2 cách lần 1 5 năm cũng tại Trung Quốc. Trong đầu năm nay, bỗng dưng ngực phải ngày càng căng cứng và xuất hiện nhiều đốm màu tím, chúng ngày càng sậm màu. Điển hình nhất là cả tháng nay, ngực xuất hiện một lỗ thủng sâu to và miệng vết thương liên tục chảy dịch vàng đục. Cộng với việc quá đau nhức nên chị H quyết định đi khám. Tiến sĩ bác sĩ Tú Dung và ekip nhận định đây là trường hợp hoại tử ngực do tiêm silicon lỏng nên cần phải cấp cứu khẩn cấp. Cái trường hợp này khá đặc biệt, lý do là người ta tiêm nhiều lần silicon và tiêm rất là sâu vào trong thành ngực, tức là tiêm xuyên qua phần mô tuyến và vô mạch máu và thành cơ. Nó làm hoại tử cả một khối cơ, mô tuyến, mạch máu, và cái lỗ thông dò từ bên trong thành ngực chảy ra ngoài, tổn thương ra ngoài thành hai lỗ khoảng 6 cm. Nó làm cho hoại tử và tiết dịch chảy ra rất là nguy hiểm. Cho nên trường hợp này chúng tôi làm sao phẫu thuật nạo tất cả các mô hoại tử, cắt bỏ một số mô sơ cứng, nhưng mà quan trọng là sẽ bảo tồn được thành ngực và mô tuyến để sau này mình tái tạo được cho người ta. Trong hơn 5 tiếng thì bác sĩ Tú Dung và ekip bệnh viện JW mới hoàn tất việc nạo vét các khối silicone đóng vón cục, cắt lọc mô hoại tử, tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải. Bác sĩ Tú Dung cho biết thêm, đây là ca biến chứng thứ 3 hoại tử ngực do bơm silicone lỏng vào ngực mà bệnh viện thẩm mỹ JW tiếp nhận trong 7 ngày qua. Sau ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe chị H đã ổn định và được tiếp tục tiêm truyền kháng sinh trong một tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng. Các chuyên gia khuyến cáo, làm đẹp bằng chất làm đầy nói chung hay nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicone lỏng nói riêng từ lâu đã bị cấm vì chúng gây ra nhiều tác dụng phụ và những biến chứng nguy hiểm khác. Vì vậy, khi quyết định tiêm chất gì vào cơ thể mình thì chị em nên tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất tật mang. Ngoài ra, khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ nên chọn các cơ sở thẩm mỹ được phép phẫu thuật, chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, có chuyên môn và phải thực hiện phẫu thuật trong một bệnh viện đầy đủ cơ sở vật chất.